Chào các bạn. Xin chào các bạn, trước mặt chúng ta là một cái máy bắn bu lông dạng hạng khủng bố các bạn ạ. Hạng to đấy các bạn ạ. Chứ không phải là bắn bé đâu, mà nó dùng điện 220 các bạn nhá. Đây là cái máy bắn bu lông của hãng DCA, chạy điện 220V. Tôi cùng các bạn xem cái máy này nhá. Cái này chỉ có khách nào sử dụng bắn các bu lông lớn, cỡ lớn thì chúng ta mới dùng đến các bạn nhá. Con này nó bắn khẩu tối đa maximum ở đây là 36mm các bạn nhá. 36mm. Cho nên là cái này va khẩu bên trong này, tức là cái thân ở trong này này, cái thân lõi để mà nó cắm vào đầu khẩu ấy, nó tương ứng với là 1 inch các bạn nhá, tức là khoảng 2 phân rưỡi, xấp xỉ 2 phân rưỡi. Đó, tức là 1 inch là theo địa chỉ, theo đơn vị của người Anh các bạn nhá. Đây nó ghi đây này. Tức là cái lòng trong này của khẩu nó ngậm khẩu là 1 inch. Thế còn đầu bắn được cái ốc to nhất là 36 các bạn nhá, 36 mini. Đấy, trong máy nó có cái khẩu giới hạn. Còn đây là khẩu này, khẩu của khách thì khách mang đến để lấy mẫu. Thế cái máy này thì nó chạy điện 220 thì các bạn chỉ việc cắm vào dùng thôi các bạn nhá. Các bạn cứ cắm vào là dùng, chạy bét nhè chèo đen luôn. Con này chạy rất là khỏe, khỏe như trâu các bạn ạ. Mà máy thì mã máy thì nó, thứ nhất nó là AP30 các bạn ạ. Nó này F30. Công suất con này là 1050W. Tốc độ động cơ chạy là 1400 vòng trên phút các bạn ạ. Tần số nó rơi vào điện áp của Việt Nam mình là 50-60Hz các bạn nhé. Thế thì cái máy này sử dụng thì khỏe này. Đồ thay thế cũng dễ vì máy của hãng các bạn ạ. Nó rất là phù hợp với những người sử dụng và bắn bu lông, ví dụ như là các bác nào sử dụng bắn bu lông ô tô. Nhưng mà cái này nó sẽ không tiện bằng cái bắn bu lông ô tô mà người ta dùng, đó là dùng bằng hơi các bạn nhé. Đấy, tôi phải nói thật là như vậy. Bởi vì nó là dây điện cho nên nó là hơi là ngoằng, thì nó sẽ không bằng được cái súng hơi kia đâu. Nhưng mà cái lực bắn thì tương đương các bạn ạ, không kém gì cái súng hơi đâu nhá. Đây nó có hai chiều, một chiều nạo đòng bắn vào này, một chiều bắn tháo ra này. Đấy các bạn ạ, công tắc này nó là công tắc bật lên và bật xuống. Bật xuống là một chiều và bật lên là một chiều các bạn nhá. Hết than thì các bạn thay than ở đây. Đó, không phải tôi nói hay đâu các bạn ạ, mẹ nói hay các bạn này mà tôi quảng cáo nó phét. Mà đây nó dùng máy được khỏe thật thì tôi bảo thật. Các bạn này bảo tôi dẻo mỏ bán hàng, không phải đâu. Các bạn cứ cảm nhận bằng cách là các bạn phải hỏi những thằng nó sử dụng với các bạn nhá, thì các bạn mới tin được tôi nói là thật. Cái này thì nó đây là cái tay cầm các bạn ạ. Bạn có thể xoay ở tư thế nào cũng được. Bạn đổi tất cả các tư thế, giống như đóng gạch ấy các bạn. Các tư thế luôn. Đây các bạn xoay tư thế nào thì bạn vặn xiết nó vào tư thế đấy nhá. Cái tay này. Đó. Thế thì cái máy này thì nó chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Cũng không có gì nhiều mà. Theo máy thì nó chỉ có một cái khẩu này thôi nhá, với một đôi than dự phòng. Khi mà chúng ta sử dụng hết than thì chúng ta thay đấy. Chúng ta tháo cái này ra các bạn nhá. Cảm thấy hết than thì chúng ta tháo cái này ra, tự thay than vào. Cái than dự phòng này. Trên đây nó có cái giấy và tem bảo hành các bạn ạ. Cái này được bảo hành 6 tháng trên hãng các bạn nhá. Cụ thể là bảo hành tại cái cửa hàng bạn mua đấy. Đó. Cái hộp này cũng rất là chắc chắn. Nó có hộp này để cho đi xuống ra sách vận chuyển, nó không bị va đập. Nó chống bị va đập, bị bóp mọc méo cái máy này. Vâng, video chỉ có vậy thôi các bạn ạ. Thì qua video này cho các bạn biết thêm được cái máy bắn bu lông DCA châu bò này. Và chúc các bạn lựa chọn cái máy nào đó phù hợp cho các bạn. Các bạn hãy comment ở phía dưới, có gì hỏi thì các bạn comment ở phía dưới. Và các bạn có thể kết bạn Zalo với tôi ở dưới video này các bạn nhé. Rồi chào các bạn, hẹn các bạn ở một video khác. Xin chào các bạn nhé. Các bạn đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình nhé. Chào các bạn.